Giá bưởi da xanh tăng giá kỷ lục ngày 18 tháng 6. Tại các chợ bán ra 60.000 trên ký. Bưởi loại 1, 1,5 kg trở lên, tăng giá kỷ lục sau 2 năm. Vui quá bà con ơi. Bà con cố gắng chăm sóc vườn bưởi mình cho tốt. Kính chúc bà con thành công.